khuyên những người xem sao bói toán. Dùng dao gậy để giết hại, thật rõ ràng dễ thấy. Dùng lời nói để giết hại, thật kín đáo khó lường. Hãy xét như việc các thầy bói đoán mệnh cho người, thế nào cũng nói do bị thần nọ thần kia bắt tội, rồi xúi dục những kẻ ngu mê nhầm tin theo. Giết hại đủ các loài tôm, cá, gà, ngỗng, không việc gì không làm. Do đó mà những con vật bị giết hại không khỏi nhiều đời oán hận người bệnh, cũng đời đời oán hận thầy bói đoán bệnh kia. Như vậy, chẳng phải một lời nói của thầy bói thật đã gây hại lớn lao đó sao? Dám khuyên hết thảy những người làm nghề bói toán, mỗi khi gặp người nhờ đoán bệnh, hãy khuyên người ta nên làm thiện tích phước, ăn chay niệm Phật. Ví như cho rằng quả thật có quỷ thần bắt tội, không thể không cúng tế, thì vẫn có thể khuyên người dùng các món hương hoa, rau cải chay lạc để thay cho thịt cá. Thầy bói chịu quả báo. Vùng Giang Lăng có một thầy bói họ Lữ, mỗi khi bói việc cho người ta đều bảo họ phải giết vật mạng cúng tế. Hôm nọ đến một nhà có bệnh, vừa sắp đoán bệnh cho chủ nhà thì bỗng ngã lăn ra đất chết. Hai hôm sau tự sống lại. Có người hỏi nguyên nhân, liền kể lại rằng: "Tôi nhìn thấy một ác quỷ cao hơn một trượng, bắt tôi dẫn đến chỗ Diêm Vương. Diêm Vương bảo rằng tôi nói bừa chuyện hỏa phúc của người khác, hại chết nhiều sinh linh vật mạng, nên hết lời quát mắng, quở trách. Lại nhìn thấy có hàng trăm tù quỷ khóc lóc thảm thiết rồi mắng tôi. Bọn ta vì lầm tin lời ông mà nay phải chịu tội. Bọn họ mắng rồi kéo nhau mang cả gông cùm đến mà đánh tôi. Tôi lại nhìn thấy vô số cầm thú, tất cả đều gầm thét, trừng mắt giận dữ, tranh nhau kéo đến bắt lấy tôi mà cắn xé. Bấy giờ Diêm Vương muốn xua tôi vào ngục, bỗng có một người mặc áo xanh thưa rằng: người này tuổi thọ dương gian chưa dứt, hãy tạm thả ra, sau này sẽ truy xét. Do đó mà được sống lại. Còn về người bệnh nhà này, tôi nghe đã có tên rồi, e rằng sẽ không qua khỏi. Quả nhiên, chỉ mấy ngày sau thì người bệnh ấy chết. Thầy bói từ đó bỏ nghề, lại ghi chép chuyện này, truyền rộng khắp nơi để khuyên răn người đời. Lời bàn: Thành Hoàng, Thổ Địa, Thần Sông, Hà Bá, người đời có nhiều kẻ sai lầm, tôn xưng là Bồ Tát, thậm chí giết hại vật mạng cúng tế mà cũng gọi là cúng Phật. Than ôi, những hàng quỷ thần nhỏ nhoi ấy mà lạm xưng tôn hiệu của chư Phật, Bồ Tát, thì có khác nào gỗ mục mà xem như chiên đàn quý giá? Lại cũng như trong các sách lịch sử đều thấy có ghi, Tây Vực có vị thần gọi là Phật, đó là rõ ràng Phật hiệu mà trở ngược lại xem như quỷ thần. Chỉ vì không có được cái nhìn chân chánh nên mới rơi vào sai lầm đến mức như thế.
Ami Đà Phật. Nam mô A Di 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 Đà Nam mô A Di Đà Phật.